Thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay, 24 tháng 10, duy trì trạng thái tạnh ráo với nền nhiệt dao động ở mức 30 đến 33 độ. Đến chiều tối, mưa dông từ biển được gió đông đưa vào đất liền nên gây mưa rải rác tại một số nơi. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh đêm nay và ngày mai, 25 tháng 10 như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh đêm nay có mưa và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Ngày mai mây thay đổi, trời nắng có lúc gián đoạn. Chiều mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 76 đến 81%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Ngày nắng có lúc gián đoạn, mưa rào và dông xuất hiện từ chiều tối, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Ngày mai mây thay đổi, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, gió đông đến đông nam cấp 2, độ ẩm từ 80 đến 85%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 25 tháng 10, mức nước cao nhất 350cm vào lúc 9 giờ 30 phút và mức thấp nhất 135cm lúc 17 giờ. Hôm nay, không khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong lành, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải toàn tỉnh đều cho kết quả tốt. Chỉ số chất lượng không khí AQI dao động từ 35 đến 44.